Quang à, tôi thấy hợp đồng này không ổn lắm. Thôi, hẹn anh khi khác. Chào anh. Sao em? Lột biên nhá. Bây giờ làm hết 60 triệu. Thì ứng cho em một nửa trước. Khi nào làm xong thì thanh toán nốt. Thôi rồi rồi rồi, làm đi, làm đi. Rồi nhá, ok. Một ngày tồi tệ phải không? Tôi nói cậu đấy. Không phải một ngày đâu mà từ đầu năm rồi bác ạ. Cậu sinh năm nào? 82. Tam tai chỉ mới bắt đầu. Ý bác là sao? Nhưng muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Alo. Ừ, anh Quang này, tôi cũng vừa xem kỹ lại hợp đồng thì tôi thấy cũng khá là ổn. Vì thế tôi muốn mời anh đi ăn vào ngày mai để chúng ta có thể bàn bạc thêm được không? Ok, được thôi. Vậy thì cứ sắp xếp đi. Và chắc chắn tôi không sẽ không làm anh thất vọng đâu. Ok, chào anh. Đấy, con thấy chưa? Con mà không chịu học hành là sau này chỉ có đi ăn xin thôi. À, con mới trả cái. Đi đứng thế đấy, đứng dậy mày xem nào. Có đau không? Chết rồi. Ví của mẹ đâu rồi? Trời ạ, tao biết ngay mà. Mày á, đúng là có lại trộm cắp. Tao sẽ báo công an nhá, cô cổ mày lại, mày biết chưa? Báo cho sạch, rách cho thơm. Cái loại này không thể tha thứ được. Đi xem, xem.
Cả đời người ta đã khổ rồi, mình không thể chút thêm tai họa cho người ta nữa.